Hai bà nhỏ lên tắm rồi, bà lắm rồi ha. Ê, lại bảo mẹ tắm trước à? Hả? Huê Huê, hai tắm ha, ngước cái mặt lên này cho xinh ha. Ê, để giờ đi tắm cho thơm. Ê, con xem, giờ bảo lấy bàn chải ra tắm cho con rồi ha. Biết là cái bàn chải này tắm dễ chịu thoải mái nên lấy ra cho con tắm ha. Ừ, thấy có con gái giỏi thế, cái gì cũng hiểu chuyện. Ấy lại lấy luôn cái khăn ra cho mẹ nữa à? Ấy, ô tắm cho mẹ. Hay là đi, mình đi tắm đi ha. Tắm này à, có cái bàn chải ha, bàn chải tắm mềm dễ chịu quá. Hay có cái khăn này cầm khô thì cứng. À, trước khi lau bỏ nước ngâm cho nó mềm ha. Cái khăn này khăn hút nước. Đó, có cái khăn. Đó, mềm rồi. Mềm, bạn đây mình lau ha. Đó. Đó, lau này một tí là xong. Wow, đó, gần khô rồi. Đó, tay này gần khô rồi, lấy máy sấy sấy một tí nữa là khô rồi. Đó, sấy nhanh khô lắm. Ê, Chuyên Chuyên, thế vợ thấm dòng thơm không? Ê, thở thưởng ha.